ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2023 họ và tên Trần Thị Ngọc Trinh giới tính nữ tên gọi khác không sinh ngày 27 tháng 9 tại tỉnh Trà Vinh quốc tịch Việt Nam Ngọc Trinh khi bị tạm giam sinh hoạt thế nào Đúng là khi người nổi tiếng bị bắt lại còn là người đẹp đô lót bị khởi tố bắt tạm giam nữa nên các anh em có vẻ rất lo lắng và quan tâm rất nhiều đến việc Ngọc Trinh sinh hoạt ra sao, ăn uống, nghỉ ngơi thế nào. Có phải trao buông, luật lá các thể loại như mấy câu chuyện các youtuber đi tù về từng chia sẻ không? Thật sự PKT trả lời nhiều quá nên muốn làm clip này để 500 anh em cùng hiểu. Người ta mới chỉ bị bắt tạm giam và khởi tố thôi, chưa xét xử nên được coi là bị can chưa phải là phạm nhân chưa phải đi tù nên mấy bác mà chưa hiểu luật đừng phán linh tinh. Đặc biệt, quyền con người trong tư pháp hình sự là lĩnh vực chuyên biệt thuộc nhóm quyền dân sự chính trị gắn với quyền được sống, quyền tự do và sinh mệnh chính trị của mỗi cá nhân. Vậy Ngọc Trinh sẽ phải làm gì, sinh hoạt như thế nào khi bị tạm giữ tạm giam? Theo Điều 19 Luật thi hành tạm giữ tạm giam 2015 quy định về chế độ quản lý đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam như sau. Một, cơ sở giam giữ phải được canh gác, bảo vệ, quản lý, kiểm tra, giám sát 24 trên 24 giờ trong ngày. Hai người bị tạm giữ phải ở trong buồng tạm giữ, người bị tạm giam phải ở trong buồng tạm giam. Khi có lệnh của thủ trưởng cơ sở giam giữ thì mới được ra khỏi buồng tạm giữ, buồng tạm giam để thực hiện lệnh trích xuất và các hoạt động khác theo quy định tại khoản 5 điều 20 của luật này và nội quy của cơ sở giam giữ. Ba người bị tạm giữ, người bị tạm giam bị hạn chế quyền đi lại, giao dịch, tiếp xúc, thông tin liên lạc tuyên truyền tín ngưỡng tôn giáo. Trường hợp cần thiết thực hiện giao dịch dân sự thì phải thông qua người đại diện hợp pháp và được sự đồng ý của cơ sở đang thụ lý vụ án. 4. Việc điều chuyển người bị tạm giữ, người bị tạm giam giữa các cơ sở giam giữ do thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữ. Tạm giam quyết định sau khi thống nhất với thủ trưởng cơ quan đang thụ lý vụ án và thông báo cho Viện Kiểm sát cung cấp biết. Có thể thấy trong 24 giờ, Ngọc Trinh sẽ ở tại buồng tạm giam khi có lệnh của thủ trưởng cơ sở giam giữ thì mới được ra khỏi buồng. Điện thoại hay các thiết bị di động đi lại, giao dịch, tiếp xúc thông tin liên lạc đều bị hạn chế. Như vậy, pháp luật luôn bảo vệ quyền con người khi bị tạm giữ, bảo đảm nhân đạo, không cho phép các hình thức cực đoan hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ. Vì vậy, gia đình Ngọc Trinh và anh em yên tâm về vấn đề này và mọi vấn đề liên quan đến việc tạm giữ Ngọc Trinh đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Mặc dù bị hạn chế về quyền, song người bị tạm giữ, người bị tạm giam như người mẫu đồ lót Ngọc Trinh vẫn được đảm bảo các quyền công dân trong khuôn khổ quy định pháp luật. Theo luật thi hành tạm giữ tạm giam 2015 và bộ luật tố tụng hình sự 2015, khi bị tạm giữ tạm giam, người bị tạm giữ, người bị tạm giam có 14 quyền sau. Một, được biết lý do vì sao mình bị tạm giữ tạm giam, nhận quyết định tạm giữ tạm giam, quyết định phê chuẩn gia hạn tạm giữ. Việc này đã được công an đọc lệnh khởi tố, bắt giữ, mà lúc Ngọc Trinh bàng hoàng suýt khóc đấy các bác ạ. Hai, chị bày lời khai không buộc phải đưa ra lời khai chống lại mình hay nhận mình có tội. Ngay sau đó Ngọc Trinh đã đưa ra lời khai ban đầu cho biết không nghĩ sự việc nghiêm trọng đến thế, chỉ nghĩ đơn giản là yêu thích xe nên tìm thầy để học. Trinh cũng thừa nhận không có bằng A2, nhưng vẫn cùng thầy giáo tổ chức thực hiện hành vi lái xe mô tô với các động tác nguy hiểm. 3. Được tự bào chữa hoặc nhờ người bào chữa Việc này có lẽ bố mẹ và quản lý của Ngọc Trinh đang thực hiện nhanh chóng để xin bảo lãnh và bào chữa cho nữ hoàng đồ lót. 4. Được bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm, được phổ biến các quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy của cơ sở giám giữ. 5. Được thực hiện quyền bầu cử, quyền bỏ phiếu, trưng cầu ý dân. 6. Được bảo đảm chế độ ăn ở mặc đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế, sinh hoạt tinh thần, gửi, nhận thư, nhận quà, nhận sách, báo, tài liệu. 7. Được gặp thân nhân, người bảo chữa, tiếp xúc lãnh sự. 8. Được nhận quà của thân nhân gửi. 9. Được hướng dẫn giải thích và bảo đảm thực hiện quyền tự bảo chữa nhờ người bảo chữa, trợ giúp pháp lý. 10. Được gặp người đại diện hợp pháp để thực hiện giao dịch dân sự. 11. Được yêu cầu trả tự do khi hết thời hạn tạm giữ, thời hạn tạm giam. 12. Được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật. 13. Được bồi thường thiệt hại nếu bị giam giữ trái pháp luật. 14. Được hưởng các quyền khác của công dân, trừ trường hợp các quyền đó không thể thực hiện được do họ đang bị tạm giữ tạm giam trừ trường hợp các quyền đó không thể thực hiện được. Cùng với đó, người bị tạm giữ, người bị tạm giam sẽ bị hạn chế một số quyền khi bị tạm giữ, bị tạm giam theo quy định tại Điều 19 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam bị hạn chế đi lại, giao dịch, tiếp xúc, thông tin, liên lạc. Tuyên truyền tín ngưỡng tôn giáo, nếu trong trường hợp cần thiết thực hiện giao dịch dân sự thì phải thông qua người đại diện hợp pháp và được sự đồng ý của cơ quan đang thụ lý vụ án. Nếu muốn biết Ngọc Trinh và các bị can khác được và không được mang theo những gì, các bạn có thể xem ở video trước PKT đã nói về việc bị khởi tố bắt tạm giam 3 tháng, Ngọc Trinh không được phép đem vào buồng giam những thứ gì, rồi nhé. Trước câu hỏi Ngọc Trinh có bị đánh hay chịu luật lá nào không, xin trả lời rằng theo quy định tại điều 8, luật thi hành tạm giữ tạm giam năm 2015 đã quy định những hành vi bị nghiêm cấm, người bị tạm giam tạm giữ để nhằm đảm bảo cho quá trình thi hành án, cho dù là phạm tội nghiêm trọng thế nào đi chăng nữa cũng được pháp luật bảo đảm quyền con người. Chỉ vì vậy, bị can, bị cáo Ngọc Trinh trong thời gian bị tạm giam không bị đánh hay chịu bất cứ hình thức cản trở việc gặp người thân trong gia đình. Do đó, đừng đồn đoán nọ kia làm sai bản chất câu chuyện. Nếu Ngọc Trinh có bị luật lá hay chịu các hình thức cực đoan nào khác, Ngọc Trinh hoàn toàn có quyền đứng ra tố cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về quyền tố cáo cụ thể về vấn đề này. Đó là cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước. Quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân Căn cứ tại Luật thi hành tạm giữ tạm giam 2015 quy định về quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ tạm giam được khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật. Thời gian giải quyết khiếu nại lần đầu là 30 ngày kể từ ngày nhận hoặc biết được quyết định hành vi trong quản lý thi hành tạm giữ tạm giam mà người khiếu nại cho rằng có vi phạm pháp luật. Thời hiệu lần khiếu nại tiếp theo là 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền. Cùng với đó, khi Ngọc Trinh bị tạm giam tại cơ sở giam giữ có nhiều người muốn đến thăm. Vậy pháp luật quy định cho đối tượng nào được gặp người bị tạm giữ và thủ tục thực hiện như thế nào? Điều 4 Thông tư số 34/2017/TT BCA ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp thân nhân, nhận quà, gửi, nhận thư, sách báo tài liệu sau đây gọi tắt là thông tư số 34-2017-TT-BCA, quy định đối tượng, thủ tục, thăm gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam như sau. Một, thân nhân đến gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam được quy định tại khoản 8 điều 3 của luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Cụ thể, thân nhân của người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người có quan hệ ông bà nội, ông bà ngoại, bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng, vợ, chồng, anh chị em ruột hoặc con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, cháu ruột với người bị tạm giữ, người bị tạm giam mà người bị tạm giữ, người bị tạm giam là ông bà nội, ông bà ngoại. 2. Thân nhân đến thăm gặp phải xuất trình một trong các loại giấy tờ tùy thân sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, giấy xác nhận là cán bộ chiến sĩ, công nhân viên thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, Người dưới 14 tuổi phải có giấy khai sinh, giấy tờ xác nhận về quan hệ với người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Trong trường hợp đến thăm gặp không có giấy tờ chứng minh quan hệ thì phải có đơn kiến nghị, có xác nhận của Ủy ban Nhân dân hoặc cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp người đến thăm gặp không có giấy tờ tùy thân thì đơn đề nghị thăm gặp phải dán ảnh và đóng dấu giáp lại vào ảnh. Ba người bị tạm giữ được gặp thân nhân một lần trong thời gian tạm giữ, một lần trong mỗi lần gia hạn tạm giữ, kể cả ngày nghỉ, mỗi lần gặp không quá một giờ. 4. Người bị tạm giam được gặp thân nhân một lần trong một tháng. Thời gian gặp trong giờ làm việc, mỗi lần gặp không quá một giờ. Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định cụ thể thời điểm người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp thân nhân. 5. Trường hợp người bị tạm giữ chuyển sang bị tạm giam hoặc người bị tạm giam mà thời gian tạm giam không đủ một tháng trong tháng đó thì vẫn được giải quyết gặp thân nhân một lần. 6. Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định bằng văn bản việc cho gặp thân nhân, nêu rõ thời điểm được gặp thân nhân, cán bộ quản lý trong thời gian thăm gặp và gửi quyết định cho cơ quan đang thụ lý vụ án biết. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được gặp không quá 3 thân nhân trong mỗi lần gặp. Các trường hợp khác do thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định. 7 trường hợp cơ quan đang thụ lý vụ án có yêu cầu giám sát theo dõi việc gặp thì thủ trưởng cơ sở giam giữ thông báo thời điểm thăm gặp cho cơ quan đang thụ lý vụ án biết để phối hợp. 8. Ngôn ngữ sử dụng trong thăm gặp là tiếng Việt. Trường hợp là người dân tộc ít người hoặc là người nước ngoài không biết tiếng Việt thì phải có phiên dịch hoặc cán bộ biết tiếng dân tộc hoặc tiếng nước đó tham gia. 9. Khi người bị tạm giữ, người bị tạm giam và thân nhân của họ có các yêu cầu về giao dịch dân sự, cơ quan đang thụ lý vụ án có trách nhiệm phối hợp với cơ sở giam giữ để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật như vậy pháp luật quy định rõ đối tượng và thủ tục thăm gặp người bị tạm giữ tạm giam như trên gia đình có thể giải thích rõ để những người muốn đến thăm gặp ngọc trinh hiểu là phải đúng đối tượng mới được vào thăm gặp gia đình cũng lưu ý rằng ngọc trinh bị tạm giữ được gặp thân nhân một lần trong mỗi lần gia hạn tạm giữ người bị tạm giam được gặp thân nhân một lần trong một tháng trường hợp tăng thêm số lần gặp hoặc người gặp không phải là thân nhân thì phải được cơ quan đang thụ lý vụ án đồng ý thời gian mỗi lần gặp không quá một giờ Tóm lại là nữ hoàng đồ lót của các ông không bị luật lá hay bị ai đó động đến một sợi lông chân. Chỉ có điều là Ngọc Trinh sẽ không mặc hờ hang khoét nách mà thay vào đó là một bộ đồ màu xanh kín đáo, nhã nhặn rất hợp phong thủy. Đây là quy định chung của nhà nước và pháp luật, không chỉ áp dụng cho duy nhất Ngọc Trinh mà bất cứ bị can, can phạm nào cũng phải tuân thủ theo. Ngọc Trinh sẽ không có chiếc bồn tắm nào trong nhà tạm giữ. Tài sản của Ngọc Trinh lúc này là một chiếc chiếu, một chiếc chăn, một chiếc màn một đôi dép, khăn rửa mặt, bàn chải và kem đánh răng. Bạn còn câu hỏi nào liên quan đến nữ hoàng Lót? Hãy để lại bên dưới. PKT hứa sẽ trả lời hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.